thì bộ một sẽ sử dụng từ khi mà mình ươm, mình gieo hạt cho đến khi mà mình chuẩn bị có bông là chúng ta sẽ sử dụng bộ một. Thì bộ một bao gồm là 1 lít tôm tơi, 1 lít ca tơi, 1 chai nửa lít carboxy, 1 can vi sinh 4 lít. Thì khi mà chúng ta sử dụng này chủ yếu để cho cái cây nó mập chồi mập cành nè, rồi nó mập gốc, để sau này mình nó đẩy cái lực cây lên để nó nuôi cái bộ tán, cái bộ trái bên trên nó mới mạnh được. Thì cốt lõi ở giai đoạn này gọi là giai đoạn chồi cành, là mình cho mập chồi mập gốc và tạo tán, là cho nó đủ bộ tán lá. Carboxy là giúp cho cứng cây dày lá. Tôm là nó cũng dày lá xanh bền, màu xanh vừa phải, màu mỡ gà, để cho cây nó ít sâu bệnh hơn. Còn vi sinh là chống héo xanh, chống thối rễ chết cây, rồi chống những cái loại bệnh như là đốm lá ướt, rụng lá chân, vàng lá, thối lá.